với tổng diện tích là 1 hecta phun cà phê. Chất đất là chất đất mỡ gà, đất thuộc xã Nam Nung, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Thế đất là dốc và thoải anh chị ha. Bên dưới là có ao để tưới, máy nổ, ống tưới, chủ nhà để lại hết. Anh chị vô mua chỉ có việc sắm là chăm sóc và thu thôi. Ở đây thì chủ nhà đang báo là khoảng 1 hecta, nhưng mà theo nhìn nhận và đo map thực tế thì khoảng tầm 8 đến 9 sào anh chị ha. Cà phê như thế này và có những chỗ đẹp, chỗ xấu. Vị trí chi tiết là thuộc xã Nam Nung, huyện Crong Nô, tỉnh Đắk Nông. Đó. À, chỗ này thì bên dưới nó có giáp với phía cái sình, cho nên là anh chị có thể múc ao, đào ao thả cá được hết anh chị ha. Đất này thì chỉ có chiếc lục thôi, chưa sổ. Chủ nhà đang nhờ bán là 200 triệu, giá không thương lượng. Anh chị quan tâm thì liên hệ để đi xem anh chị nha. Rồi chúng ta sẽ đi vào chi tiết để anh chị xem từng phần. Các vị trí ở đây thì rất là đẹp anh chị ha. Từ vị trí này anh chị nhìn đi xuống dưới bên phía sình, phía ao thì cũng rất là đẹp và cũng anh chị sẽ nhìn thấy hết anh chị ha. Đó, ở chỗ này thì nó rất là trống tại vì có một số cây bị chết anh chị nhá. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Cà phê cũng tương đối được này. Bên dưới này là ao này, sình này. Anh chị có thể múc ao, đào ao làm hồ ở dưới này và để mình tưới tắm hoặc là mình để chơi câu cá đều được hết anh chị ha. Và máy móc họ để lại như vậy. Đó. Và phía này là phía cái đường để đi lên anh chị ha. Đó. Cà phê thì tất nhiên là có xấu chỗ, có chỗ xấu chỗ đẹp anh chị nhá. Chỗ này thì hiện tại rất là đẹp này. Chủ nhà là chăm không được kỹ càng anh chị ha. Cho nên là có những vị trí rất là đẹp và có những vị trí cũng rất là xấu. Giá nào thì tiền nào của đó thôi. Giá 200 triệu cũng rất là rẻ anh chị ha. Đấy. Thế đất là bằng như thế này. Bên dưới này thì nó thoải anh chị ha, thoải nhẹ. Và mình sẽ đi qua bên kia để cho anh chị xem cái phía phần dốc và phần dưới khe như thế nào. Đấy. Vị trí này cũng rất là đẹp này. Cà phê vị trí này cũng tương đối ok anh chị ha. Mình sẽ đi vòng vòng một xíu cho anh chị xem ha, để cho anh chị thấy hết tất cả chi tiết của lô đất này. Đây. Nó bắt đầu từ bên phía dưới này, từ cái bụi cây này anh chị nhá, bụi cây này. Vòng lên bụi tre đó, bụi tre đó và vòng đến cái cây mất lá đó, đi thẳng xuống. Đó. Và trồng phun cà phê như thế này. Và có nhiều cây thì nó bị chết rồi. Thì chủ nhà đang chăm lại như thế này. Và bên dưới này họ làm một cái đường băng để đi lên này anh chị nhá. Đó. Và đi thẳng xuống khe này. Bên trên giáp với người ta, nhưng mà người ta là đất trống, cho nên rất là dễ phân biệt anh chị ha. Đó. Còn bên dưới này là một cái đường để đi lại. Và bên dưới chân này thì cả rất là đẹp ha. Còn bên dưới này thì các cái con khe này, cho nên là nước ở đây thì quanh năm anh chị không lo nhá anh chị nhá. Nhưng mà anh ví dụ như có thiếu thì anh chị nhìn xa qua bên kia thì nó có cái hồ này. Đây là đầu nguồn của cái hồ, hồ Đắc Viên anh chị ha. Đấy. Nó rất là ok này. Giá cả chủ nhà mong muốn bán thì chỉ có 200 triệu cho cả tổng diện tích của lô đất này. Đó. Một vị trí tương đối ok. Từ đây mà ra chỗ chợ Nam Nung á thì khoảng tầm 3 cây anh chị ha. Khoảng tầm 3 cây. Đó. Ngay ủy ban xã mọi thứ là khoảng tầm 3 cây. Đường thì vô đây á thì chỉ là đi xe càng được thôi. Xe ô tô đi vô đây tương đối khó, không vô được đâu anh chị ha. Đấy. Rất ok nha. Đó, nhà dân họ đang ở đây này anh chị ha. Mái xanh xanh này, có ao, có đồ hết mọi thứ. Và bên kia họ làm rất là đẹp này. Bên này thì cũng tương đối thôi, chứ không được lắm anh chị ha. Và chủ nhà để lại máy móc, ống tưới, tất cả mọi thứ cho anh chị nha. Giá là 200 triệu cho tổng diện tích như thế này. Đó. Mình đi lên một xíu nữa để cho anh chị xem nha. Đây. Cũng tương đối đều anh chị nhá. Tương đối đều nhá. Đó. Như vị trí này thì rất là đẹp này. Tiền nào của đó anh chị ha. 200 triệu thì như vậy là quá ok rồi. Anh chị có sẵn nguồn thu thế này. Cái điểm lợi thế ở đây á, là có sẵn cà phê. Đó. Cái nhược điểm là đất hơi dốc anh chị ha. Đất hơi dốc. Đó. Và chỉ có chiếc lục thôi, chưa có sổ anh chị nhá. Đó. Và ở đây anh chị có một cái tầm nhìn view rất là đẹp này. Cái hồ này, hồ Đắc Viên này ha. Anh chị nhìn xuống cái view rất là đẹp này. Đó. Chủ nhà để lại máy móc, ống tưới, tất cả mọi thứ để cho anh chị có thể vào đây là chăm sóc và thu hoạch thôi. Đó. Đến bụi le trên nó, đi thẳng xuống. Thẳng xuống đến bụi le dưới này ha. Đó. Tổng diện tích là 8 sào đến 1 hectare anh chị ha. À, mình đo trên map thì khoảng 1 hectare đó anh chị.
chủ nhà cũng nói là khoảng 1 hectare nhưng mà không biết đủ hay không. Đó. Nhưng mà họ bán nguyên mới như thế này là 200 triệu. Có sẵn cà phê như thế này, có thể anh chị thu 1 năm, 2 năm anh chị. Dư vốn luôn anh chị ha. Đó. Vô từ đó, từ ngoài đó vô đây thì là đường đất anh chị nhá. Chỉ có xe càng đi vô được thôi và xe máy anh chị nhá. Bên này thì chỗ này thì họ để đường để đi lên này, xe càng đi lên này. Cái bên dưới là để máy móc này, bên dưới có cái sình, anh chị có thể múc thêm ao. Đó, rất là phù hợp anh chị nhá. Giá rất là tốt, anh chị quan tâm thì mình đi xem. Tất nhiên tiền nào của đó thôi. Nếu anh chị cảm thấy lô này mà mình mua mà phù hợp thì mình hãy đi xem anh chị ha. Tại vì tương đối xa so với anh chị đi xem không được việc thì lại mất công anh chị ha. Không nên đi xem để tham khảo. Mình phải cảm thấy là nó rất phù hợp mình hăng đi anh chị nhá. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Rồi. Nếu anh chị cảm thấy muốn xem lô đất này thì liên hệ kênh Nhà đất Crono để đi xem và chốt nha. Mình xuống đây. Đây, mới được khách đi coi. Những vị trí này thì tương đối đẹp anh chị ha. Hai trăm triệu với tổng diện tích là 1 hecta, đất chỉ có chiếc lục chưa có sổ anh chị nhá. Đây, cái máy móc là để họ để bên này này, máy để bên này nhá. Đấy, cà phê này, cà phê dùng tương đối được ha. Cái chất đất này, chất đất mỡ gà thì giúp cho cà phê rất là xanh. Nếu mà anh chị chăm được thì nó sẽ rất là tốt anh chị ha. Đó. Như bên này thì thoải quá ok, nhưng bên này thì hơi dốc một xíu anh chị nhá. Đấy, bên dưới này thì họ để máy ở đây, kêu cái ao gì đó nha. Cái đường này thì sẽ càng vô được thôi, còn xe ô tô sẽ không vô được đâu nhá. Rồi. Rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Nếu anh chị quan tâm thì liên hệ ngay để đi xem và chốt nha.